Tháng tới sẽ là tròn một năm nhạc sĩ ca sĩ Trần Lập, thủ lĩnh của ban nhạc Bức Tường vĩnh viễn ra đi. Vào ngày 26 tháng 2 tới sẽ có một live show mang tên Hẹn gặp lại được tổ chức ở tại Cung văn hóa thể thao Quần ngựa ở Hà Nội. Không chỉ tôn vinh những cống hiến của Trần Lập trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp, đêm nhạc còn mong muốn chuyển đi những thông điệp giàu cảm hứng của anh, thông điệp về nghị lực và khát vọng sống. Hẹn gặp lại sẽ là một chương trình mang tính tưởng niệm, nên show này sẽ là một câu chuyện đầy đủ về Trần Lập với rất nhiều thước phim cùng với hình ảnh tư liệu đắt giá. Sau chương trình, hãng phim tài liệu cũng sẽ giới thiệu bộ phim công phu về Trần Lập và ban nhạc Bức Tường. Gia đình nhạc sĩ Trần Lập có nguyện vọng sau chương trình này, Trần Lập sẽ không vấn vương cùng âm nhạc nữa. Và trong đêm diễn, vợ Trần Lập là chị Mai Hoa sẽ công bố một vài nguyện vọng của gia đình. Cũng như những đêm nhạc rock khác, Hẹn gặp lại mang một thông điệp xã hội, đó là vì một cộng đồng khỏe mạnh. Khỏe mạnh không chỉ là phòng chống bệnh tật, từ phần bẩn, mà còn là khỏe mạnh trong tư duy, trong tư tưởng, không chỉ cho mình mà còn cho mọi người. Vậy nên sẽ có rất nhiều anh em với Trần Lập và Bức Tường như Ngũ Cung, Mark Way, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng, Hà My, Hoàng Mario sẽ cùng phát đi thông điệp này.